sau khi làm mũi về á thì cuộc sống của mình nó có gì thay đổi không nè? Dạ em tự tin hơn. Tự tin hơn. Có bạn bè khen xinh hơn. Xinh hơn hả? Rồi khen xinh hơn vậy rồi bạn bè có hỏi là làm ở đâu không? Dạ có vài người hỏi là muốn đi làm nhưng mà không biết chỗ nên em cũng có tư vấn. Em có chuyện với bạn đến đây rồi đúng không? Như vậy thì em cảm thấy là cái mũi của mình á nó gặp cái khuyết điểm gì mà em quyết định là đi làm mũi? Dạ xương ở đây nó to. Dạ đầu mũi thì to, cái cánh mũi cũng to. Dạ phần này thì hơi gãy. Nhìn gương mặt thì cũng hài hài rồi, nhưng mà em tự thấy khuyết điểm của em nên em quyết định sửa mũi. Chuẩn bị đón cái nhan sắc mới rồi, cảm giác của em như thế nào? Vui. Vui lắm hả? Bữa giờ về em có tự soi gương không? Có. Có soi gương có thấy mình là lạ không? Thấy mũi mình cao hơn, thấy thích không? Dạ thích.